Dạ. Như cô là cô Thanh hả? Thanh ạ. Thì có gì thì lên giới thiệu cho anh ta biết đó. Cô học trò của thầy hết. Ngồi đâu rồi? Dạ. Dạ. Lên cho anh lên trước rồi cùng Thanh em sao? Con đây ạ. Tức là bữa nay anh ta đi vào đây, anh ta giữ cái kỷ niệm 39 năm thành lập phương pháp diễn dẫn ấy. Thì có mấy người ở ngoài Bắc vào ạ. Thì em muốn giới thiệu để cho mấy bạn ở trong Nam, các bạn học trò khoảng 153 này biết các bạn, chúng ta như thầy nói đó, tất cả là một, các bạn dù ở các phương trời khác nhau nhưng mà hình thức học diễn trận học diễn đạo đó thì coi như là một, tức là anh em một nhà, các bạn hiểu không? Ý nghĩa của cái quy luật rất là sâu xa, rất là lớn. Mình không nghĩ là khác nhau, mình nghĩ là một nhà, mình tất cả là một, đúng không? Của cây thuốc vật tất cả mà chúng ta cũng không coi công việc mình, và mình có thể giao lưu, mình có thông tin, mình có thể bắn đi những thông tin và những cái cách để mình điều trị, thì ở những cái cõi đó người ta cũng bắt được cái tín hiệu thú chi là con người. Cho nên cái con đường đi của thầy đó là khi mà chúng ta thấu hiểu ý nghĩa của tất cả là một đó, thì chúng ta sẽ không còn tranh chấp, không còn đánh nhau chém giết nhau làm gì nữa. Vì người ta, cái người ta cũng là mình cũng là người ta, cho nên nếu mình đánh với mình giết người ta, mình làm hại người ta, tức là mình hại mình. Rồi thầy vừa rồi thầy có nói câu cũng là nhất nguyên, tức là bí quyết để làm cho mình bớt đau khổ và hết đau khổ là giúp cho người khác hết khổ đau hoặc là bớt khổ đau. Các bạn có đồng ý vậy không? Cái đó là cái nơi nghe thì dễ, nghe thì hay, nhưng mà làm có khó không? Hơi bị khó. Nhưng mà làm biết cũng phải được đâu. Là sao qua biết tại sao được không? Thầy có nói có thể mấy bạn không nói không quên. Nhờ cái trợ duyên của diện trận của anh Nguyễn Thích Công, tức là nó phải có những cái trợ duyên có thể giúp mình để mình đạt được cái điều mà mình nghĩ nó là tốt đẹp. Mình đi đến một nơi chi cao vời trên, mình biết đó là chắc là đi, mình lên cái đỉnh núi đi, mình biết chắc chắn đó là nơi an lạc, nơi mà cảm thấy mình bình yên, an nhiên, tự tại, cảm thấy mình rất là hạnh phúc, rất là vui sướng. Nhưng mà con đường đi lên núi rất là khó khăn, mình đi bộ không có được, rồi mình sẽ đi xuống vì nó đi đứng bằng mỏi chân quá. Bây giờ thì trợ duyên là thì cấp cho ví dụ cái xe hoặc là cái cấp treo gì đó để khai vậy, thế thì các bạn đi lên dễ. Các bạn có đồng ý với thầy gì không? Con đường của thầy đi, cho nên thầy mới đặt tên là vị đạo. Đạo này không phải tôn giáo gì đâu, nó thật sự là con đường đi đến chân thiện mỹ thôi. Các bạn nên nhớ vậy nha. Đạo đây là đạo là người, đó là nghệ thuật sống, cũng có thể nói như thế, mà lại có thể nói là đến một cái chỗ chân thiện mỹ, chúng ta sẽ hướng về đó và chúng ta đi về đó. Có điều là đi đến nó khó, cho nên thầy mới có phương tiện bị như thế đó. Thì đã tôn giáo người ta làm mấy ngàn năm nay rồi, tôn giáo Phật giáo rồi, tôn giáo rồi Hồi giáo, nói chung những đấng giáo chủ, những bậc vĩ nhân nó đã làm trước thầy mấy ngàn năm. Nhưng mà thầy muốn phụ một bàn tay nhỏ bé của thầy thôi, với lại kết hợp với học trò này phụ vô để coi như mình có giúp đỡ được cái gì hay không, bằng những phương tiện nhỏ bé của thầy mà thầy nghĩ rằng có thể thầy được một cái ân sủng nào đó. Thì cho thầy có cái suy nghĩ ra được những cái phương pháp đơn giản để cho các bạn học và làm được. Thí dụ bây giờ muốn làm thì mình, chúng ta muốn làm được điều đó, tức là chữa bệnh như thế là chúng ta một là lương y hay là bác sĩ, thì nó rất là khó mà rất tốt. Thì giờ mà nó cũng phải là tự nhiên muốn xin đi học là học, phải đi vào trường đại học. Bây giờ thầy biến bệnh nhân thành thầy thuốc, tức là làm thế nào bạn học trong một tháng hai tháng thì bạn có thể chữa được những chứng mà đau của mình, số bệnh đơn giản hoặc là thông thường. Thì sau đó mình học từ từ, tiếp mình nghiên cứu tiếp nữa, mình học thêm thì mình sẽ có thể chữa được những bệnh khó hơn, không phải là tất cả, bởi vì ngay cả bác sĩ giỏi cũng không phải bệnh gì cũng chữa hết được đâu. Nhưng mà làm được là mình tự tin và mình được hưởng những cái tự do, mình hưởng những cái sức khỏe và những cái trí huệ được mở mang. Thì cái đó cũng giúp cho các bạn một phần đỡ khổ, đỡ đau. Thì cái con đường đó sẽ giúp cho mình đi tiến tới gần chân thượng mỹ, và có thể mình bớt hận thù người khác, bớt những cái ghét gì không đáng. Và chúng ta khi mà chúng ta khỏe rồi, chúng ta dễ tha thứ người khác, chúng ta dễ rộng mở cái cõi lòng lắm.
đang đau quá, chúng ta đang mệt quá, mà chúng ta có những cái nó khó chịu thì biểu làm sao mà mình làm được, mình có cái bao dung được. Đúng như ông thầy nói đúng không? Bây giờ hỏi cái hỏi kiếm đâu mà chúng ta tìm đi rồi hỏi lên rồi đêm nay chúng ta 7:30 chúng ta phải đi đến chỗ quán ăn gần đây để mà để con chia sẻ trước. Nghe lại. Đúng rồi. Chắc khoảng lên từ 10:15 đây lắp xong rồi đi ra có chuẩn bị một xíu đây báo cáo xíu đây xong nha. Dạ, con kính chào thầy ạ. Vâng. Nay lại 1 năm nữa, đúng ngày này năm ngoái. Như thường lệ là đến giờ từ năm 2016 đến giờ là năm nào con cũng được vào đây thăm thầy. Và đầu tiên là con xin được gửi lời chào đến thầy và chào đến tất cả các bác anh chị em trong lớp. Thưa thầy, thưa các bạn, em là học khóa thứ 77 ạ, năm 2016. Đầu năm 2016 học ở nhà thầy ạ. Là khóa là mấy? 77 ạ. Đúng rồi, 77. Năm 177. đầu năm 2016 đấy. Hầu như là anh ạ. Vâng. Em bằng mấy? Vâng, con sẽ là anh học từ lớp. Và cũng bằng lá biển. Vâng, lớp trưởng của lớp phó. Thế thì từ ngày được học thầy thì cũng xin được báo cáo với thầy các bác là được học thầy là một cái bước ngoặt rất là lớn. Nó thay đổi cả trong mình về mặt tư duy và tâm trí. Trước đây em xin giới thiệu là em tên là Vũ Văn Hội, sinh năm 1994, hiện tại đang sống tại Hà Nội. Thì khi được học thầy để dẫn trải nghiệm thì từ đó là cái bước dựa đường này, cuộc sống của mình đã thay đổi hẳn. Và cái ngày mà bước chân vào học thầy ấy, là cái ngày bỏ việc. Ngày bỏ việc để đi theo được con đường diễn trải chuyên nghiệp. Trước thì em hiện tại là đang làm tại Vinaphone tại Hà Nội. Thì khi học thầy xong rồi về bỏ luôn là từ đó đến giờ là chỉ có là... Con xin được báo cáo với thầy với các bác về hai phần. Phần thứ nhất là về tâm ngôn, thứ hai là về học thuật. Tâm ngôn thì được sau mình sẽ báo cáo học thuật trước. Về học thuật thì cái thay đổi lớn nhất khi gặp thầy là gì? Tức là đi theo cái chủ trương của thầy là đơn giản hóa, đại chúng hóa, toàn cầu hóa. Thế trước đây là mình hay hướng dẫn cho học viên rồi hay chữa cho bệnh nhân bằng những cái phác đồ, những cách thức nó rất là phức tạp. Rồi mình cũng xen lẫn những cái phương pháp khác và đi vào cái con đường, ví dụ như các bác ngành âm dương tí nhất hàn nhiệt thư thực biểu lý rồi những cái bát cương bát khác những cái của đông y nó rất là phức tạp. Nhưng khi gặp thầy rồi ạ, là khi đó chỉ còn đơn thuần của diễn trần thôi, và khi đó sử dụng những cái đại trần thuật của thầy nó rất là nhanh, rất là mạnh. Ví dụ như này, các bác nghe chia sẻ một vài cái về cái tuyệt chiêu của thư đơn giản để chữa này, ví dụ đơn giản như chữa rối loạn tiền đình. Thì có những người học viên đã bị rối loạn tiền đình 20 năm. Rồi có những người mà báo cáo thầy là trong Tết có một cô học viên đến với con mà đang nằm ở viện 2 tháng rồi. Thế cô ở trong viện là cô nghe một người mách sao là bảo đến thầy hỗ chữa cho. Thế cô đến cô chữa trong khoảng 4 ngày, thay đổi từng ngày luôn. Thì ngày mai là hai vợ chồng bạn ấy sẽ vào đây ạ. Tức là chữa cho bạn ấy mà khỏi tiền đình bạn về ăn Tết được. Thế là hai vợ chồng sau Tết xong quyết định là vào đây luôn để vào thăm thầy dự đại lễ và tri ân thầy luôn. Thế thì chữa cho cô như nào? Đơn giản này thôi. Chỉ cầm mỗi cái cây cối nhỏ, gõ bốn xung quanh. Đó. Bốn xung quanh tai này. Tiền đình là nó lo cái thằng ốc tai này nó không được bình thường. Thế mình gõ xung quanh đây thì khi gõ xung quanh đây á, cô bị tê và tì nó cứng vụ này. Đồng thời mình lấy lại khí mình hơ xung quanh này, xong mình thổi vào hai tai. Mỗi thế thôi, 4 ngày xong. Trong khi đó, lúc mà cô còn rất trẻ, mai cô đến đây thầy nhà sẽ biết cô rất trẻ, nhưng mà khi cô đến nhà mình cô chùm khăn giống như một bà lão ấy, sau đó cô xách theo một túi dưa bóng thuốc, thế là chữa cho cô khỏi, thế cô đi học luôn, thế xong cô quyết định cô vào đây luôn. Đấy, đối lại tiền đình thì không những một người đấy đâu mà em đã hướng dẫn cho rất nhiều học viên rồi, người ta cũng vẫn theo cái cách này, tức là đánh theo nguyên tắc gì, theo 8 nguyên tắc tác động của thầy nói là gì, tại chỗ lân cận đối xứng ra pha chéo trước sau như một chân dưới cùng bên và cuối cùng mới là phát đồ. Tuy nhiên mình chỉ cần mỗi một bước này thì tại chỗ và lân cận là đã xong rồi, đã giải quyết xong rồi. Đấy, đấy là vấn đề về cái thằng tai còn đơn giản nữa.
sử dụng cái cây sâm nó rừng gừng sâm nó gừng để chữa gì tất cả những cái gì mà nó lồi lên khỏi mặt da thì sâm nó gừng nó sẽ sạch bằng hết. Nói một cách đơn giản thì tôi lồi mặt da là gì, u mỡ này, mụn thịt này, mụn cóc này, sẹo lồi này, sâm tàn hết. Rồi báo cáo thầy là có ông xã của cô kia, cô là bác sĩ hồi sức cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Hải Dương thì đi học, thì cô nói là ông chồng của cô ấy thì có một u ở đằng sau gáy này, đã sang Singapore mổ rồi, cứ mổ rồi lại mọc lên. Bây giờ hướng dẫn cô cứ lấy sâm gừng cô sâm kín lại cái vùng u đấy, nó bằng cái chén sâm, xong cuối cùng một thời gian là nó tan đi, nó chỉ còn một cái mảnh thôi, và sau này cô thấy nó nhúm lên lại sâm nó lại tan. Đấy là sâm gừng. Rồi còn có một cô học viên ở Bắc Giang, cô bị mụn thịt á, thịt đầy xung quanh à. Hồi trẻ cô đã đi đốt những tiền là rẻ, nhưng mà đốt xong về là mắt mờ hẳn, thế là cô phải bỏ cái nghề trang điểm cô dâu, cô chuyển sang bán quần áo thời trang. Thế rồi cô bảo là thưa thầy là em 20 năm trước em đi đốt vậy, bây giờ em định đi đốt nữa nhưng mà sợ mù mắt. Thế là ông hướng dẫn cô vậy, thế thì bây giờ chị chỉ cần mỗi cây sâm gừng này từ châu chế ra này, thầy dặn là cứ cái gì bên ngoài sẹo lồi cái thứ là sâm nó sẽ tan đi, chị cứ về chị sâm. Thế chị sâm xong bắt đầu 2 tháng sau gặp lại tất cả phẳng lì hết. Đẹp hơn cả cốc tia laser, nó sẽ để lại vết mà nó sẽ ảnh hưởng đến mắt, đẹp hơn. Thế là gì, chỉ dặn cô với dặn các bác học viên là gì, cứ cái gì lồi lên khỏi mặt da, cái gì lồi lên khỏi mặt da, u mụn thịt các thứ rồi sẹo, cứ sâm gừng là sạch bằng hết. Chứ còn kể ra nó rất là nhiều đó, cho bước rất là đơn giản này. Còn nữa, ví dụ tiểu đêm báo cáo thầy là có một cô trong lớp con thì cô có một cái mụn ruồi ở đây, và thế thì con bảo là đấy, theo các đồ hình phản chiếu của thầy Châu thì cái hình ở đây này là chính là thận. Thế thì cứ có ai có những cái biểu hiện khác thường ở cái vùng này hoặc vùng này là kiểu gì cũng tiểu đêm. Thế cô nghe thế, cô bảo thầy em đang bị tiểu đêm, bây giờ làm nào. Thế thì bây giờ chị chỉ đơn giản này, cầm cái tay véo ở đây cái có khoảng 20-30 cái, xong kéo đây 20-30 cái, kéo đây 20-30 cái. Cô bảo là em từ trẻ đến giờ cũng mỗi một đêm phải đi tiểu ấy 20 lần. Thế thì cứ tiểu trên tầng 2 xong rồi phi xuống tầng 1. Thế bảo chị sao chị cũng đặt luôn cái bô chứ cầm giường trước để em đi xuống. Và tại vì em béo quá em leo đến cho đỡ mình. Thế thì cho nó gầy đi, thế là bảo cô béo này. Bất ngờ là đúng đêm hôm đấy, cái sạch rồi không còn một lần nào được. Từ đó đến giờ ấy, thịt ruột không còn cái gì nữa. Và khi nào cô thấy gợn nó uống nhiều nước ấy, thì cô đã béo, thì nó lại hết béo. Tại vì đây là thận này, rồi đây là bàng quang, quang theo đuổi chế độ tạng cứ béo thế này thôi. Và nữa là con nhớ lời thầy dạy là gì, được thì được, không được thì thôi, đâu mất gì đâu. Bét thì là massage, cái đúng cái tư tưởng thầy truyền giảng cho con. Thế là con đi nói với học viên, tức là bác hay không tin tưởng, dẫn đến là gì, các cách thức đơn giản của mình khiến cho người ta làm được. Còn nếu mà mình hướng dẫn người ta những cách nó quá phức tạp, đơn giản chưa làm được thì đừng có nghĩ đến cách phức tạp. Và cái đơn giản này nó quá là, như các bác học viên nói là vi diệu, nhiệm màu, thì mình cũng không tin vào mấy cái đó. Tại vì thầy là thầy theo chủ nghĩa là vô thần, thầy nói là thầy đâu có mê tín, thầy đâu có tôn giáo gì đâu. Thì mình cũng nói thế thôi, hoàn toàn là dựa trên những đồ hình phản chiếu của thầy đã chế ra, và đi đúng con đường của thầy thì kết quả nó rất là cao, mà nó rất là nhẹ nhàng, ung dung, rất là thoải mái. Trong khi đó là gì, chỉ hướng dẫn người ta mấy buổi người ta đã làm được rồi, rất là đơn giản. Không những là nói đến mấy cái chuyện đau lưng hay cổ hay gáy, các bác đau mỏi cổ hay gáy này, đơn giản chỉ lấy mỗi cục gai thôi nhỏ lăn tại vùng này, còn lấy cái búa gõ tại vùng này, thế thôi là xong. Dù cổ hay gáy có bao nhiêu năm cũng tan. Đấy chỉ là áp dụng 2 nguyên tắc của thầy trong 8 nguyên tắc là gì? Tại chỗ mà được cận. Rồi có một cô học viên kia cũng phát hiện đến đệm mà khi đến lớp ấy thì cô gặp con ngoài cửa, thế để nghe con nói chuyện được khoảng 5-10 phút, thế là kiếm được một cô học viên vào. Xong hôm đầu tiên là cô vẫn đeo đai, xong cô kể rằng là bác sĩ đã 3 lần khuyên cô phải mổ. Thế là hướng dẫn cô là chị cứ về nhà chị nằm, xong chị dùng cái lăn cầu gai đôi to ấy, chị lăn dọc hai bên cột sống, ít nhất thì bé nhất là gì, giảm đau. Còn chưa muốn nói khỏi cái gì, cứ giảm đau đi ạ. Thì cô làm như vậy, các bác biết không, đúng cuối khóa học là hỏi luôn, là cô đi chơi thoải mái luôn. Và kể từ đó đến giờ là đã 4-5 năm rồi, cô hoàn toàn bình thường. Trước đây chân cô một bên là nó bị teo vào,
đeo vào thì nó bị lệch thoát vị đĩa đệm. Bây giờ là hoàn toàn bằng nhau và đi bước thoải mái và đi mặc váy thoải mái, trước là không mặc váy được mà mặc quần. Có những trường hợp khác nữa, mà cái kết quả nó rất là kỳ diệu. Đấy là nhờ thầy áp dụng đúng cái tư tưởng của thầy cho là gì, để cực kỳ đơn giản hóa, đại chúng hóa. Thì các bác cứ nhớ đấy, nhớ là gì, trong cái học thuật nhớ 8 nguyên tắc tác động, không bao giờ được quên 8 nguyên tắc tác động, 5 chữ: tại chỗ, lân cận, đối xứng, giao thoa chéo, trước sau, một trên dưới, cùng bên. Và sử dụng tất cả những dụng cụ của thầy cho, mình cứ thấy dụng cụ nào ấy mà mình thấy hiệu quả, mình thấy thích nhất thì mình dùng. À, giống như thầy vẫn nói là trên một bàn đại tiệc diễn trần giống như vậy. Diễn trần là đại gia, thầy là đại gia. Thầy là đại gia nên thầy cho mình rất nhiều thứ. Trên một bàn tiệc có khoảng 100 món ăn. Bây giờ thấy món nào cũng hay, không biết gặp món nào, thì hãy xem món nào gần nhất và dễ ăn nhất với chén trước. Đấy. Thế thì mình đứng trước bệnh nhân cứ thấy dụng cụ nào mà mình thấy thích nhất, mình làm cứ làm cái cách của mình, không dựa pháp đồ, không mở sách, cứ cảm thấy cái gì dễ nhất là kết quả nó đến hay hơn là đọc sách, hay hơn là dùng cái đồ. Báo cáo thầy và các bác thì tất cả những đấy là mình đã được kiểm nghiệm, đã được trải nghiệm, và đến giờ là cái kết quả nó vượt qua sự mong đợi. Và kính thưa thầy là nói như đạo Phật cứu một mạng người phúc đẳng ngã sang, thì với cái phương pháp của diễn trần của thầy đã cứu được muôn người. Không những đó mà thầy còn cho chúng con cái cách màu nhiệm đấy để chúng con có thể đi giúp được nhiều người hơn nữa. Thì mình cũng không thể ngờ được rằng mình là một người rất là bình thường ấy, mà nhờ phương pháp của thầy mà mình có thể là đi giúp được nhiều người như thế, cứu mạng được nhiều người. Rất nhiều người là ở bên kia cái bờ vực của cuộc đời, lúc người ta đi học là tâm trí người ta đối trí rồi, tâm thần người ta bất an, có những người bị trầm cảm, có những người bị cuồng bị điên, có những người bệnh tật khốn đốn vô cùng. Nhưng mà đi học diễn trần xong rồi về họ tự giúp cho họ, họ trở thành một người khác hoàn toàn. Như vậy nhờ phương pháp của thầy mà chúng con là một người rất là bình thường, và con cũng đã có thể làm được những việc đấy, thì quả thực là cuộc đời là đúng là. Cứu giúp được mọi người như vậy, nó khác biệt. Tức là đời mình đâu có thể giúp được mấy ai đâu, chưa mới nói là giúp được một người. Nhưng mà nhờ thầy, nhờ cái kiến thức của thầy cho ấy, trong cái đó đã cứu giúp rất nhiều người rồi. Đấy là một cái là mình sinh ra mình không bao giờ có thể nghĩ được làm được cái việc đó. Và trong cái đó phương pháp của thầy cực kỳ đơn giản. Thế nên là ước mong là một ngày diễn trần nó sẽ phát triển càng ngày càng mạnh. Chỉ cần mỗi nhà, mỗi gia đình chỉ cần bớt được vài viên thuốc thôi là đã tiết kiệm cho kinh tế đất nước bao nhiêu rồi đấy. Và với những viên thuốc đấy, với những tiền bạc tiết kiệm đấy, thì mình sẽ xây dựng đất nước mình nó sẽ giàu mạnh hơn rất là nhiều. Mình sẽ xây những con đường, xây những ngôi trường, rồi mình sẽ bảo vệ tổ quốc. Cái tiền thuốc nó rất là vô cùng, trong cái đó diện trần có thể làm hoàn toàn những cái đó. Đó thì chỉ muốn chia sẻ với các bác là cực đơn giản, và hãy đọc kỹ cuốn sách giáo trình của thầy và nghe những lời thầy nói. Thầy nói thì rất nhẹ nhàng, nhưng những lời thầy nói nó sẽ theo mình suốt cả cuộc đời. Và nếu muốn thành công thì chỉ cần nghe lời thầy. Và ra ở cuộc đời mình đi là mỗi người có một con đường khác nhau, kể cả diễn trần cũng thế. Có người có thể kết nối tốt, có người phổ biến cũng tốt, có người đào tạo cũng tốt, có người giảng dạy tốt. Thì mình cứ thấy cái cách thức nào mà mình thấy phù hợp, mình đi theo cách của mình thì mình sẽ thành công. Và cũng may mắn cho con, may mắn cho em là đã chọn đúng con đường. Thì bây giờ sau 4 năm suy nghĩ quay trở lại năm 2016, thì cái quyết định mà nghỉ việc cơ quan ấy để mình đi theo con đường diễn trần là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Và nó đã cho mình rất là nhiều thứ. Cái quan trọng nhất mà diễn trần đã cho con đấy là cái sự tự do. Tự do các bạn. Cái lớn nhất mà thầy cho con là cái tự do. Tự do ở đây không phải là mình dễ dàng mình đạt được đâu. Đời mình còn phải gắn bó với nhiều thứ và phải chịu nhiều sự ràng buộc, trách nhiệm của nọ kia, cơm áo gạo tiền vân vân. Tuy nhiên khi từ khi con có diện trần, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, kinh tế thì cũng không phải lo lắm. Tại vì diện trần thầy đã cho rồi, mình cứ thế mình làm diện trần. Các cụ nói là mặc sức mà ăn thì đúng là với diện trần không bao giờ lo chuyện đó, đi đâu cũng thoải mái.
kinh tế mình có, sự tự do mình có, sức khỏe mình có, thì đấy chắc chắn là gì, một con người tự do. Và thầy đã cho con một con đường tự do, để tự do mình có thể thoải mái làm việc. Trong không những đó là gì, mình lại được mọi người trọng vọng. Rõ ràng mình giúp mọi người, mình cho mọi người nhiều thứ bằng phương pháp định diện trạng của thầy, thì cuối cùng là mình được rất là nhiều người mang ơn. Mang ơn đấy là mang ơn là tình cảm thương mọi người, tình cảm mình. Thì một cái nữa mà con muốn nói với các bác ấy là thầy, đấy là học thuật còn về tâm hồn. Muốn tự do về tâm hồn, muốn mình thành công, muốn mình kinh doanh tốt, muốn mình làm diện trạng tốt, thì hãy nhớ kỹ cái câu tâm hồn của thầy. Ví dụ con có làm được như thế là con nhớ cái tâm hồn của thầy là gì? Hãy chọn đường chấm mà đi, chọn được dễ mà làm. Nhớ đúng câu này. Trong tất cả các thuật chữa bệnh, thành công chỉ cần nhớ đúng câu này. Chọn đường chấm mà đi, chọn được dễ mà làm. Các bạn ạ, chọn được dễ mà làm. Kể cả trong cuộc sống cũng thế, muốn thành công cứ thấy được gì dễ mà làm trước. Thì có người hỏi là cái gì gian khổ dễ để phần ai? Không phải vậy đâu. Khi mà mình thấy dễ là nó phù hợp với sở trường của mình, phù hợp sở trường của mình thì mình làm sẽ thành công. Và nếu mà không phù hợp với mình thì không, sẽ không thành công. Thì cái việc mình thấy dễ chưa chắc người khác có thấy dễ đâu. Đó, thì mình cứ làm. Và nữa là khi mà mình chữa diện trần này, cái các bác mà hay gặp nhất cái thời gian ban đầu khi chữa cho mọi người là cái sức ép là mình phải khám được cho bệnh nhân và phải chữa được cho bệnh nhân. Đừng đặt cái sức ép đấy. Mà mới đầu mình chỉ coi như là gì, đúng chủ trương của thầy nói là gì, giảm đau và bớt bệnh. Nếu ai hỏi mình là có chữa được cho người ta hay không, chữa được đến nhường nào, thì nói rằng gì, giảm đau bớt bệnh. Và nếu mà mình có chữa giỏi thì bao nhiêu chăng nữa, mình cũng nói là gì, kéo dài sự sống. Tự nhiên khi mà cái tư tưởng của mình khai thông ấy, thì mình sẽ thành công vô hồn đúng. Mình sẽ thành công hơn rất nhiều. Mình chỉ nói là giảm đau bớt bệnh thôi, nhưng mà mình sẽ làm được nhiều hơn như thế. Mình sẽ làm được nhiều hơn rất nhiều như thế. Tiểu đêm 20 năm không ngờ là làm một lần dọc khỏi trước từ đấy đến giờ. Rồi rối loạn tiền đình. Bây giờ người ta đang bị quay cuồng trong bệnh viện về mà mình làm mỗi lần là khác. Thì mình chỉ cần nói thật thoải mái là để giảm đau bớt bệnh. Thì khi đó mình thoải mái thì mình sẽ thỏa sức sáng tạo theo cách của mình. Thì lúc đó kết quả nó đến rất là cao. Đấy là hoàn toàn là ứng dụng những câu tâm hồn của thầy. Tâm hồn của thầy chọn được chấm và lựa chọn thì dễ mà làm. Và chắc chắn các bác ngồi học đây đã được học thầy rồi. Và học thầy gì? Đừng chú ý vào học thuật nhiều. Chú ý những cái thật đơn giản nhất mà thầy nói. Cái thứ hai là chú ý vào tâm hồn. Hai cái này nó sẽ cộng hưởng với nhau và chắc chắn mình sẽ thành công. Mình sẽ thành công mà mình là một người bình thường, nhưng mình sẽ nhờ diễn trải của thầy, nhờ có tâm hồn của thầy soi đường chỉ lối, chắc chắn mình sẽ cứu giúp được nhiều người. Và khi đó mình sẽ trở thành một người phi thường. Thầy ở đây cũng có cô Hà, trước là vừa là học viên của con, vừa là cũng là vừa là bệnh nhân. Thì tí con xin phép thầy để cô lên phát biểu chia sẻ với thầy, cô đã thay đổi ra sao trước khi học diễn trần và sau khi học diễn trần. Tôi chuyển sang tôi nghiên cứu về
cái khí công ấy thì tôi bị vấp phải là tôi bị rối loạn khí á. Đấy, tôi bị rối loạn khí. Và khi tôi bị rối loạn khí thì tôi không biết làm nào vì tôi đến thầy hội ạ. Và tôi tin tưởng thầy học. Và sau khi mà tôi đến với thầy thì ngay một tuần sau mà thầy khi thầy dạy tôi học ấy, là tôi đã sử dụng luôn cái âm dương của thầy ạ, âm dương khí công ạ. Và tôi thở được, chỉ thở được dương thôi. Và tôi không bao giờ tôi thở được âm nữa. Vì lúc đấy là, trước đấy là tôi học thì ở trong sách ấy, và ở những cái người mà truyền đạt cho tôi ấy, thì họ dạy cho tôi tất cả các cái phương cách về khí công. Thì họ chỉ hầu như là tôi không thấy một cái gì là hiện tượng gì của cái đường dương của thầy cả. Đấy, và tôi chỉ hoàn toàn là tôi tập như thế là phải đến gần 10 năm. Đấy, toàn là đường âm thôi. Và lúc đấy người tôi nó rất là lạnh, nó lạnh kinh khủng. Chính vì nó lạnh cho nên là nó mới đến, nó dẫn đến là các cái bệnh nó thuộc về âm đấy. Đấy, cho nên nó làm cho tôi là viêm xoang này, rồi thì là lạnh, lúc nào cũng lạnh, lại cái là cứ lạnh thôi, mà nó lạnh đến thấu cuộc sống. À, khi đấy là lúc nào trong cơ thể tôi nó cũng lạnh, cuộc sống tôi cũng lạnh, tôi mặc rất nhiều áo ấm, mùa đông tôi phải mặc rất nhiều áo ấm á. Đấy, và khi tôi đến với thầy hội thì chỉ sau đúng một, sau khi mà tôi học thầy hội, ví dụ hôm nay tôi học thì chỉ sau 3 ngày là tôi đã thở được toàn bộ cái đường dương. Đấy, tôi phải tiếp cận ngay đường dương và tôi biết là cái này chỉ có cái này nó mới cứu tôi thôi. Vì suốt cả gần 10 năm tôi toàn thở đường âm. Đấy, mà tôi không hề biết đường âm của phương pháp khác không phải? Của phương pháp khác. Đấy, thì môn của thầy thì tôi gặp một cái thì là tôi tiếp cận một phát là tôi biết ngay là chỉ có cái môn của thầy mới cứu được tôi. Vì trong đấy là có đường dương và tôi không hề có. Đấy, và khi tôi, vâng ạ, thế là 5 ngày sau là tôi đã là coi như là không phải mặc áo ấm nữa. Đấy, tôi không phải dùng đến áo ấm nhiều, mà tôi chỉ có là thở, vâng ạ, và tôi ấm hẳn lên. Và khi mà kể cả trên đường đi học thầy hội về là tôi đã thở rất là nhiều đường dương. Đấy, cho nên là người tôi ấm dần lên và đấy là tôi tiếp tục tôi đến học, cứ hàng ngày tôi đến học thầy. Thì ngay cả trên đường đi học về là trời hôm đấy là tôi học cuối năm 2016 là lớp A1 của thầy đó. Thế thì là tôi lạnh, chính vì thế cho nên trên đường đi là tôi đã thở đường dương rất nhiều. Thế và tôi ấm hẳn lên và tôi khỏe. Thế và trong thời gian đấy thì tôi cũng vừa trông cháu vừa học cho nên tôi không có thời gian để nghiên cứu về diện trần đâu ạ. Thì tôi chỉ có đường âm và đường dương và xoa mặt ạ, rửa nước nóng ạ. Riêng cái đấy đã làm cho cây là coi như là khỏe hẳn lên rồi. Khỏi hoàn toàn xoang là tôi không có một cái gì cả. Vâng ạ. Thế cho nên là tôi đã rất là tin tưởng ạ. Và tôi ước mơ là tôi sẽ phải học thành công bằng mọi cách, tôi phải học thành công môn diệt trần của thầy. Và đến bây giờ thì cháu tôi đã 5 tuổi và cháu nó cũng đã ở trong Đà Nẵng với cả mẹ con nó định cư ở trong đấy. Và tôi có thời gian và tôi đến đây ạ. Thế và trong thời gian học lại, khi mà tôi học diện trần của thầy, thầy dạy tôi 20 ngày thì tôi không chỉ có đọc sách của thầy thôi và tôi không có động đến về các cái pháp đồ, các cái nọ kia đâu ạ. Thế tôi chỉ là có học mỗi là những cái gì đơn giản nhất về học. Đấy, và trong khi học thì tôi cũng thấy là tìm hiểu thì qua các cái băng của thầy, rồi thì qua những gì thầy hội truyền đạt cho tôi và tôi cảm nhận được cái gì về thầy tổ ạ, thì tôi đã có những cái lúc mà tôi cảm nhận được như thế nào thì tôi đã sáng tác ra những cái bài hát ạ mà về thầy ạ. Đấy, và có những cái bài hát về học ạ. Đấy, trong cái chương trình học thì có những bài nào mà nó khó thì tôi lại biến nó thành bài hát. Thế và trong những cái gì mà thầy tôi muốn tôi hiểu qua cái tiếp xúc về qua cái video đấy thì tôi hiểu những cái tâm tư của thầy thì tôi đã làm ra những cái bài hát mà tôi nghĩ rằng là tôi không phải nhạc sĩ nhưng mà tôi yêu quá yêu cái môn diện trần và tôi rất là kính quý thầy cho nên là tôi đã vì tôi nghĩ là cũng chỉ vì cái thở âm dương khí công ạ cho nên là tôi mới thay đổi được. Tôi đang từ một người rất là lú lẫn hay quên, thế mà tôi lại sáng tác được ra những bài hát mà theo tôi thì tôi cảm nhận là cái đấy là nó cũng có thể là hát để cho mọi người học được ạ. Chứ còn nó hay hay không thì tùy theo mọi người đánh giá. Còn tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi sáng tác được nhờ ấm dương khí công ạ. Vâng ạ. Và bây giờ có thầy đây ạ, thì tôi đáng lẽ là ngày mai lại lễ. Vâng ạ, ngày mai lại lễ thì tôi
về mừng sinh nhật thầy. Nhưng mà hôm nay thì vì trong cái lớp của thầy, thầy đang giảng bài, thế cho nên là tôi, thầy vừa nói đến cái viện đi đạo ạ, thì tôi sẽ hát cái bài về tôi sáng tác về diễn trần viện đi đạo ạ. Nói chung là tôi hát cũng không hay, nếu mọi người cũng thông cảm. Nếu mà cô đang hát, vâng ạ, đang hát mà nó có quên hay là lời thế nào đấy thì các mọi người cũng thông cảm cho tôi ạ. Diễn trần viện, diễn trần viện đi đạo, giúp con người hoàn thiện nhanh ghê. Đạo là con đường đi nhanh đến chân thiện. Vì sao thầy thành công, các bạn có biến không? Vì thầy tôi giành đi thầy đạo. Đạo ở đây có nghĩa là đạo làm người, giúp là con người tiếp cận đến chân thiện đi. Cứ thế tập và hướng dẫn cô thở bình dương, thở riêng liên tục. Nếu như người khác thì tập thở khoảng 3-4 lượt là sẽ kết quả, nhưng ngày nào cũng tập, mỗi lần tập cũng tập 2 lượt thì bản thân cô quá hạn. Cô tập như thế sau một thời gian, xoa mặt và xoa tay thì xoa hết rồi, sau này là để cứ thế đi ngoài đường mà những cơn gió lạnh vào thì cô lại đứng vào trong một cái góc tường, cô xoa mặt từng mặt, sau đó cô xoa cổ tay, sau đó cô đánh sóng đủ, sau đó cô thở bản bình dương. Nên bây giờ cô nói là gì, trước đây chưa bao giờ, cô Hà chưa bao giờ biết sáng tác bài hát như thế nào, chưa bao giờ biết đàn thơ văn, mà nói nhờ sư Vi Công, nhờ giữa sư Vi Công dựng trần mà sáng tác một bài hát. Nghe thế là mới đầu chưa bao giờ sáng tác mà nghe. Chưa bao giờ. Bây giờ là đã có được hơn một chút bài. Tức là giúp cô thay đổi tâm trí là nhờ sư Vi Công. Một cái điều đặc biệt nhất thầy. Nhờ ân sư Vi Công của thầy dẹp tan một kia luôn, và nó trở giúp cô trở thành một người bình thường, mà không những là bình thường mà là còn khá hơn trước. Tâm trí cô thay đổi hoàn toàn, đến lúc đó sáng tác và giúp cô nhớ, cô học, cô làm rất là tốt, hiệu quả. Đấy là điều cho thầy. Và một cái nữa là khi mà cô dùng cây giò dây như thế là cô dùng là không chặn ra, không chặn ra hoàn toàn, không chặn ra nhiều người nhiều tốt, mà cô chữa cho con cô ấy, cho cháu cô. Cây giò phớt ạ, thì tôi có cháu ạ, cháu năm nay là 5 tuổi rồi, thì là cháu nó ở trong Đà Nẵng với mẹ nó, vì là ở giữa Hà Nội với Đà Nẵng thì cứ đi đi lại lại rất là xa, và cháu thì rất là gầy mà lười ăn, rồi thì cũng hay bị ốm, rồi hay ốm vặt. Thế mà mẹ nó thì chưa tin cái môn diện trần, thế cho nên là mẹ nó bảo là mẹ nó vì tôi đã bị cái rối loạn khí, cho nên là mẹ nó rất sợ,
khi tôi đến với thầy thì mẹ nó không tin và cả nhà cũng chưa ai tin cả, cho nên là mẹ nó sợ là nếu mà động vào con nó thì là cháu nó sẽ bị thế nào đấy. Thì mẹ nó dặn là nếu mà bà mà động đến thì con đừng bao giờ không trao vào cho bà được đến, được chưa? Thế là đến khi là tôi lúc đầu thì tôi cũng chưa đi sâu vào về chuyện trận, cho nên là tôi thầy dạy tôi là cái dò miệng thì tôi mới động vào nó. Thì là nó bảo là bà ơi, mẹ con bảo rằng là không bao giờ được cho bà động vào người con cả. Thế thì tôi bó tay rồi, nhưng mà cháu nó rất là gầy, tôi rất là xót mà thương cháu nhưng không biết làm thế nào hết cả. Thế xong tự nhiên là tôi nghĩ đến cái phớt ạ. Cái phớt thì tôi nghĩ là cái phớt đấy là mình phải dùng là không chạm ra. Thế là tôi cứ đến buổi trưa là tôi thấy cháu ngủ một phát là bắt đầu tôi nào là kê gối rồi thì kê đủ các thứ ở trong tay ấy, để tôi dùng cái dây phớt để biết làm sao đừng có chạm cho nó và đừng có con làm nó thức. Thì tôi đã làm cái bộ huyệt là biến năng ạ, và cái bộ huyệt mổ ấm huyết ạ. Đấy thì tôi dùng hai cái bộ huyệt đấy, và mỗi cái một huyệt là tôi xoay và xoay theo vì cháu nó rất là lạnh, cháu nó hay bị cúm. Cho nên là tôi nhớ đến là nếu mà cúm mà lạnh ấy, thì mà hay bị hỏng về lạnh ấy, thì là phải xoay theo chiều kim đồng hồ. Thì tôi cứ xoay theo chiều kim đồng hồ, và mỗi một huyệt tôi xoay 60 vòng, 60 cái tiếng đếm của tôi, còn cái tay tôi rất là xoay đều, 60 tiếng đếm của tôi. Và tôi làm xong cái bộ biến ngăn và tôi chuyển sang cái bộ bổ ấm huyết, và mỗi cái huyệt đấy là tôi cứ 60 lần. Thế sau khi 60 lần xong một cái thì là tôi làm xong hôm đầu tiên tôi lo lắm. Tôi rất là lo, tôi nghĩ rằng là nếu mà như thế này, nếu con cháu nó có làm sao thì không biết nói với mẹ nó thế nào, tôi lo vô cùng. Tôi cứ theo dõi nó, và tôi không hiểu được rằng là cái bộ bổ ấm huyết nó lại rất là mắc. Thế cho nên là tôi đã đi cho cháu đi tắm, cách đấy khoảng 3 tiếng sau thì tôi chưa làm buổi trưa, thì buổi chiều 4 giờ là cháu đưa cháu đi tắm. Thì nó hắt chỉ hơi loạn lên, và tôi cũng đau hết cả tim. Thế xong cuối cùng là về hôm sau tôi cũng vẫn cứ phải làm. Thế và cuối cùng là tôi thấy tôi không cho cháu tắm nữa, và hôm đấy là tôi không cho cháu tắm nữa. Và tôi đến tối mẹ nó về thì tôi mới bảo rằng là chưa tắm, bà chưa tắm cho cháu. Lúc đấy thì mẹ nó đi tắm cho cháu thì hoàn toàn ok, không có cái gì xảy ra cả. Và tôi làm đến ngày thứ tư, ngày thứ năm thì coi như là cháu nó ăn, nó đang không ăn cái gì hết cả, nó không thiết ăn mấy, lười ăn thì nó ăn như là chưa bao giờ được ăn. Đấy, nó ăn rất là nhiều ạ. Thế và dần dần là nó khỏe lên. Thì là sau đấy là tôi lại về Hà Nội, xong cứ thỉnh thoảng khoảng một tháng thì tôi lại vào một lần, tôi lại làm cho 3 ngày nữa. Ngày lần đầu tiên thì tôi làm 5 ngày, và cứ sau một tháng nữa tôi làm 3 ngày. Xong sau vài tháng tôi lại vào, tôi lại làm 3 ngày nữa. Thế là bây giờ thì coi như hoàn toàn là cháu nó ăn uống là rất là ok. Còn cái riêng cái dây phớt ạ, không hiểu sao ấy, thì tôi thưa thầy là con cũng đến bây giờ con cũng vẫn chưa hiểu vì sao cái dây phớt ạ. Thì con cứ ví dụ mà nếu mà con để bình thường ấy thì con chỉ nhìn nó là một đen thôi, nhưng mà khi con dùng đến nó mà con dùng đến nó và con xoay một cái huyệt nào đấy thì tự nhiên ở quanh nó có một cái ánh hào quang ạ, nó cứ như là cái hòn nhãn ấy, nó nằm ở trong một cái quả cầu ấy ạ, quả cầu không khí mà đấy nó là con nhìn thấy nó như là pha lê ấy. Đấy, xung quanh đấy nó cái pha lê nó rộng lắm, nó tỏa quanh cái tớt ấy ạ. Đấy ạ, rất là lạ. Vâng ạ. Đấy thì con không hiểu, có phải là con không hiểu được ạ, hay là cái ánh hào quang hay là cái gì, hay là năng lượng hay là cái gì, con không hiểu ạ. Mà con muốn hôm nay đến vào để học giờ phước thầy do cái này bởi vì thầy nói hoài à, nói hoài điều này lắng nghe thầy nói hoài này. Để lắng nghe biết thì sao thầy nghĩ ra vậy không? Thầy cũng gì trong cái đời thầy đó, mỗi lần thầy nghĩ thì cần chắc ở thầy thương người ta là y như là có một thân mình, tại vì khi do đau quá là người ta sợ, người ta đau ấn tận đau thì cái người bệnh nhân ấy, nó kêu là đau quá rồi ơi. Cứ nghĩ về giải chế của kiểu gì đừng lao và những kết quả thì làm cái thí nghiệm ấy. Thì mới lấy cái đó thì quay thử mà không đụng thì coi nó không đau, không đụng nó đâu có đau gì đâu. Coi kết quả như thế nào thì ai nhận kết quả, tại vì nó đau quá mà chúng mình làm thử ra làm sao thì lại kết quả. Thì từ đó mới đẻ ra nhiều phước là không già, đi qua bên tay hỏi tại sao mà không già, có lúc nào nó kết quả như vậy bạn cũng hết rồi. Thì nhớ bình thường nhà thấy thầy tài là người ngoài hành tinh, mà thầy bây giờ có 3 người mà bất cứ nói thầy là người ngoài hành tinh thì trong đó có quan nào này nó là cũng
đó càng nhiều càng tinh. Còn một anh đó là mình Ý, anh nhà bác học về nông học á, cũng được mời đi Mỹ, đi Trung Quốc để giảng dạy về nông học, thì lúa rồi bác học của người Ý, thì nói chuyện vui lệ cũng dịch là vui lệ làm trò với Ý, thì phi tay nó nói chuyện qua lại là bằng ảnh điện thoại, thì nói chuyện rồi mà cũng ngưỡng mộ quá, ông nói thầy là người hành tinh ở tới đây. Thầy tức cười á, đây nó có ba người nói thầy là người hành tinh, tức là thầy ở đây mình thầy ta ái mộ thầy nói vậy thôi. Thì thầy nghĩ rằng khi mình quay đó, khi mình tiếp cận là mà nếu bây giờ mình đụng da đó thì là cơ học có đụng cơ vật lý, nhưng mà khi mà không có đụng da đó nó quay vậy nè thì nó tạo ra một trường năng lượng bằng nó làm cái gì chứ là nó bằng energy lên, tức là cái quay nhìn nó đụng những phân tử nó vỡ, những phân tử bị đụng bị khuấy động đó, nó mới tạo ra energy, energy nó mới penetrate, nó xuyên qua cái tế bào này, chui vào trong cái lưu nghiệp đó, nó dẫn truyền đến cái chỗ mà đang đau, thì đi bằng khí, nó đi bằng khí chứ nó phải đi bằng cái kiểu cơ học, nó không đi bằng kiểu cơ học mà lý liệu, chứ nó đi sâu, nó đi nhanh, mà đi nhiễm chứ không phải đi kiểu dạng thô. Đó là suy nghĩ này mà người ta hỏi bác phụ thầy mới trả lời dễ thức chứ, thì người ta cụ tài quá đời luôn, thầy ít thức người ta cũng nghe được, nghe được cái giải thích như thế mà cô này cô thấy một cái tròn này cô thấy mình tròn nó như là hạt nhắn nằm ở trong một cái màu xám, như một quả bóng ấy. Thì con mắt tinh sẽ thấy, thì cái đó là gọi là ánh hào quang, dù thầy đó, nhưng mà người mới nhìn thấy ánh hào quang này. Và thầy đi qua cái anh Duy Quang cho lấy cái máy để anh điều chỉ đo, thì cái hào quang của thầy nó nói chung là nó là perfect, tức là nó là cái năng lượng của thầy rất là tốt, rất là khỏe đó. Bây giờ thầy 2 năm nữa nếu chúng ta thì 78 tuổi là gần 80 đấy, nhưng mà thầy đi đứng như thanh niên và ngộ gì thì thầy đã bắt thầy ai cũng nói thầy cái da nó thầy còn trước còn lá hơn, lạnh hơn mà tóc thì đen hơn, tóc thì đen trước tóc bạc hơn nha, nhưng bây giờ thì nó tóc đen mà cái da sáng hơn. Là những người học sinh bị bắt cách vài tháng thì ra cách mấy tháng đó, thì gặp lại thì thấy khác liền, thì cái bí quyết đó tất nhiên thầy có chưa nắm giữ, nhưng mà nó khi có một lớp học khác thì thầy sẽ nói cho biết lý do tại sao thì trẻ quá. Đấy, thấy chưa? Thì tất cả nó cũng phải có lý do để mình giải trình. Nhưng mà cái giải phước á, các bạn đừng có làm được. Tại vì bạn cho là nó vô lý, thì không đúng sao làm được. Thì bạn cũng làm. Nhưng mà nó rất là hay, khi thầy làm gì cũng được á, thì thầy phải làm giải phước thì được. Em bây giờ, em mấy cái này là một vâng ạ, em rất là yêu cái giải phước ạ. Vâng ạ. Và lúc đến em hỏi chồng em là em có nhìn thấy gì tròn tròn xung quanh thì chồng em bảo là không thấy cái gì, chồng em tưởng là em bị tấn kinh, chắc là theo khi là em cứ vớ vẩn trong chồng em bảo là chúng tôi nghe, nhưng mà đúng thực tế là nó nhìn thấy cái đấy là nhờ sự công, nhờ ông Dương, nhờ ông Dương công thì nói để mấy bạn hiểu nha, nhờ ông Dương công thì nó có năng lượng nhiều hơn, thấy không? Như anh thầy dặn nha, nếu bạn ham dây bớt quá nhiều nó sẽ đau dây rồi nó sẽ bị rồi. Thì có thể dài bớt còn quay ngược lại để nó trả lại cái này, không nó cái xoay xoay nó cuộn lên thịt mình để sao đau vai lên sẽ đau chu vai ấy để bị rồi đó. Vì có lúc thì làm mê cái này quá là cái năm trời cái chuyện đau nó bất chợt nó đau mình không biết rằng thì sao quay đây sao quay ngược lại quay theo kiểu kim đồng hồ, nhưng mà sao đúng quay ngược lại, vâng ạ, thế xong là phải quay ngược lại chứ không là nó nhưng mà mỗi chiều quay là khác nhau nha, phải để ý nha, nó âm dương khác nhau rồi nha. Cái theo điều này dương theo điều ngược là làm vâng, vì chính vì thế cho nên có một cái clip nào của thầy, cho nên là con mới thấy thế, thì con nghĩ là cháu con nó đang lạnh à, vì thế cho nên nó hay bị cúm hay bị cảm, cho nên là con mới nghĩ là phải quay theo mình, quay theo chiều bây giờ vì thế là nhà hàng nó chịu yêu cầu đó, thì tôi cảm ơn em nha. Cảm ơn tất cả các bạn, các bạn có cần gì trao đổi hoặc liên hệ với em thì có thể tìm Facebook là Phúc Văn Hội Diễn Trần luôn, Vũ Văn Hội Diễn Trần, hoặc là số điện thoại của em là 0933, bác có thể đi để trao đổi Diễn Trần, bác Nam 0933 686889 ạ. Dạ, xin cảm ơn khách mời Hà Nội Lãnh Hội và cùng cô đã đến đây chia sẻ.
Và để có chương trình hôm nay thì chúng ta hơi bị lố khoảng 40 phút rồi. Và bây giờ thì hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của lớp Cam 153. Thì hồi nãy giờ là có sự phát biểu của các bạn Hà Nội. Thì bây giờ em xin phép dành cho em 2 phút thôi dành cho Cam 153. Em mời là chị một bạn lên đây phát biểu. Và cũng như là Cam 153 có những phần có một phần quà nho nhỏ được biết tặng đến thầy. Thì mời đại diện là chị mời bé cô Tính ha. Em lên có đôi lời phát biểu cùng gửi quà đến thầy. Dạ con trước hết con xin gửi lời kính chào đến thầy và tập thể lớp khóa 153 và mọi người từ phương xa tới ngoài ngồi đó. Đây là tôi Nguyễn Công Tín, hôm nay là 29 tuổi, ở Vũng Tàu là học viên khóa 153. Ngày hôm nay là đúng tròn một tháng và kết thúc học cho năm ba điểm chuẩn đưa về được phát. Thì hôm nay đúng là dịp là cũng là tròn 39 năm và cũng là dịp sinh nhật thầy và tổ chức vào ngày mai, thì đúng là may mắn cùng may mắn và tốt đẹp đến tốt đẹp mà cũng không còn thầy. Thì bốn khóa tập thể lớp khóa 153 xin chuẩn bị. Đại diện lớp K 3 của con có một phần quà nhỏ kính gửi đến thầy ạ. À, chúc thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe và hy vọng là món quà này thầy sẽ thích và thầy sẽ sử dụng nhiều hơn, và mỗi lần thầy sử dụng thầy sẽ nhớ đến K 153 nhiều hơn nữa. Thầy với lại là thầy thấy hai cái hoa này thế nào, thầy nào màu với thầy có thích không thầy? Dạ.
ký được lắm thì đưa ký nữa là dạ, hay là bây giờ mình hẹn ra nhà hàng mình cùng ký tên đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ thì để bế mạc chương trình bây giờ nè, dành cho chúng ta một tràng cổ tay thật lớn 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 nhất luôn. Lớp phó lớp của ban tổ chức, ban cán sự lớp thì đã tổ chức lớp và đã tặng quà này đó, và gửi lên chuyện hôm nay, bữa liên quan hôm nay như thế là đến đây là bế mạc, và chúng ta sẽ đi ăn lên cái nhà hàng gần đây gặp viên 1A, vì nếu không người ta để bên này để có một tiếng hồ đó rồi sang bên này phải đi qua đưa bên ý nhóm luôn qua là anh ra chỗ chúng ta xong đây cho đang ngủ, sáng mai mình bắt đầu mình làm lễ, ví dụ mà gala 39 năm thành lập nha. Giờ thì lần nữa cảm ơn tất cả bạn nha. Rồi chúng ta đi tới bài. Bây giờ kéo tôi chụp hình đi nhanh đi, bị Thảo Hồng hết. Chạy lại là chụp hình nhanh đi, đi đi đi. Thì cái này không? Năm nào rồi chụp hình. Tập phục đẹp quá nhờ. Đồng ý với thăm, dạ. Sao mất gần đó. Này là... Con năm ba. Nó tí nữa đi cho nổi, tí nổi. Dạ, dạ. Sao mới gần đơn giản lắm rồi. Không, mình biết rồi, nhưng mà xâm ngang hay là xâm... Xâm thẳng vuông góc, 90 độ. Vuông góc 90 độ. Nhưng mà xâm là từ trong ra, từ ngoài vào trong. Trên kinh đoạn, dạ, dạ. Chân trước. Từ ngoài vào trong, tức là từ ngoài tiến vào trung tâm. Theo đường xoắn ốc. Xoắn ốc, xoắn ốc, xoắn ốc. Ví dụ. À, cái này thì đơn giản nữa, anh và anh xâm thì là hết luôn đấy. Xâm là anh xâm bốn xung quanh xong tiến về trung tâm. Cứ bốn xung quanh ra này. Mà ngày xâm mấy lần? Không, rỗ lúc nào xâm lúc đấy. Kim đồng hồ hay người là... chiều kim đồng hồ. Người chiều kim đồng hồ. Xâm xong vừa xâm vừa hơ ngải thì càng tốt. Xâm kín thì thôi. Xâm kín thì ngược chiều cái để nó làm nó co vào, rút vào. Dương. Ủa, đúng không? Khoảng 10 phút. Người chiều kim là ấm. Mình người chiều kim mình ạ. Người chiều kim để nó sâu, nó làm co vào. Riêng xâm là thế. Tức là cái phương án của anh đang sử dụng cho nhiều người là cứ khắp nơi luôn. Thực ra ngược cái xuôi cũng được, miễn sao là xâm kín là được. Không, như thế này tức là... À, đó mọi người lên giờ lên đây đang tiến là trao đổi ạ. Chị cứ lăn tại chỗ. Dùng lăn cầu gai đôi to ấy, lăn xong gõ xong hơ tại chỗ, làm kỹ dọc hai bên cuộc sống đó, làm dọc hai bên cuộc sống xong mua cái lăn sừng lớn, lăn cùn ấy, lăn trực tiếp trên cuộc sống. Em có Zalo Facebook hết, cứ gõ số điện thoại của em ra hết mà. Dạ, dạ. Dạ. Chị cứ tùy từng người chứ, chị cứ làm là hết. Lăn tại chỗ, cứ tại chỗ thì lăn cận. Nắm vôi chị cũng làm thế, lăn để gõ rồi hơ. Nếu khí huyết lưu thông thì nó hết. Okay. Dạ. Con không biết ạ. 0933 0933 0933 686889 89 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